Tới bây giờ em chơi xe hai mấy năm, 14 năm em làm nghề mà lần đầu tiên mới thấy cái đầu dòi nữa nè. À, thiệt luôn. Chán dễ sợ, chim sao học lụng. Ôi, giờ chuẩn bị đi ráp đồ cho anh trai CBR650F. Quá xịn. Này, cộng dây dầu mới được. Hôm qua là nắng tắt, hôm nay là mưa rông. Về rút. Để qua bên Nhân Trạch bốc thuốc cho mấy anh trai người Pháp mấy bạn. Cái bill 10 triệu thôi, nhưng mà mình cũng nhiệt tình lắm. Quan trọng là được chạy mà. Có thu phí nha mấy cha. Giá trên người có ba lô chắc cũng cỡ hơn chục ký à. Đóng đồ nghề. Có gì anh em nói mà sao mà cái đồng hồ mà nó nhảy số tùm lum. Khi mà mấy anh em bóp Amaya vô á là nó bị nhảy một lần xé cấu, mà khi mà mình buông Amaya ra là nó sẽ nhảy số chuẩn. Ví dụ bây giờ mình bóp vô nè, nhảy không? Giờ mình vô số 3 nè. Rồi, buông ra nè. Là tự động của anh em buông ra anh em chạy á, thì nó sẽ hiển thị về số 3 bình thường. Thấy không? Mà bóp Amaya vô nè, là lên số 6. Thấy không? Buông ra về số 3. Thấy không? Giờ về số 4 nè. Đó, nè, đang bóp rồi số 6 luôn, buông ra số 4. Đó. Đồ Trung Quốc nó tới đó thôi. Giấc này là 4 giờ rưỡi rồi. Đi xuống tới Nhân Trạch chắc phải 5 giờ 15. À, hẹn 5 giờ. Nó phải biết thì. Mà chỉ cần ra mà khoảng tầm 5 giờ thôi là đông nghẹt. 4 giờ rưỡi nó còn vắng vắng, 5 giờ là chết ngắt. Chiều 4 giờ mấy mà vẫn còn 3 mấy độ. Kinh thiệt. Nóng bành não luôn.
Khúc này là khúc ám ảnh nhất phà gác lái nè. Em yêu anh không cần chi, mình không cần yêu nó trong em yêu anh lắm. Tới luôn rồi anh em ơi. Tới luôn bé ơi, tới luôn bé ơi. Qua là nắng tắt, hôm nay là mưa rông. Không phải thời tiết, biết là với ai không? Đến nhau thế, có đi không? Anh còn trên mình cao thì chỉ không còn tình yêu nữa không? Wow. Ta kêu gần tới cái điện hoài. Qua cứ hồi tới nhà anh trai người Pháp nè. Thảo môi nhẹ nhẹ thôi, đóng cửa luôn chứ, chán thiệt. Tại bộ dây dầu với lên tận heo xước nữa là đẹp. Chút mở lên đèn coi thử.
Được. Công ty mình có hộp quẹt không anh em? Có. Lobo. Tôi lúc 10 hay 50 à? 70. Ông có cái tuôn trà bá lửa bán 4 triệu à. À bạn còn có. Con nớ đi, con nớ. Cái này nó được sẵn nó nhiều chế độ luôn. Ờ, anh quảng cáo đi. Đúng bài luôn không già hay. Em là 6 gì ăn sao buổi tối không? Đó thì ông đi đâu không đó? Vinh nè, tôi nhớ là tôi cho đồ nó cũng dữ lắm rồi, tôi tốt với nó lắm rồi, nó gắn tôi. Em chơi xe là từ năm em 14, 15 tuổi tới bây giờ em chơi xe hai mấy năm. 14 năm em làm nghề mà lần đầu tiên mới thấy cái đầu dòi nữa nè. À, thiệt luôn. Chán dễ sợ, chim sao lụn. Không? À, nãy thấy rồi, nãy tôi tính kêu không, tôi chụp hình lại rồi, tôi kêu mua tôi á. Quẩy. Trời, nó cái giảm quẩy lớn vậy. Còn đang xì ông nội ơi, không nhận chi. Nó phải im luôn nó mới lên chứ. Im chứ. Nó phải im luôn nó không có xì nó mới lên. Dễ lắm nha. Ừ, cái vỏ này lăn ra vỏ sao. Bỏ miếng nó bị nứt rồi. Đây. Này là thực đơn của mấy bạn ngày hôm nay là con CBR650F mấy bạn. Xe này là dọn tới cục cứt luôn, ở lộn, dọn tới công chuyện luôn. Này mình lên cho anh trai nhân trạch là một cái cùm thắng cọt Sakuta 19. Anh này ảnh bên đội nên là mình lấy giá hữu nghị, bán giá mà giống như anh em là ông bắt mình luôn. Còn cái cùm Accord là mình bán ảnh có 3 đồng thôi. Bình thường là bán cho mấy ông kia mình bán tới 3 đồng 3 lận. Còn New mình bán 3 đồng 9. Mà bán cho ổng là phải bớt mấy xị. Không thôi mà mình qua bên Long Thành là ông bắt mình chết. Rồi đó, đơn giản thôi không, đâu cần học hành gì. Ngày chiều lượng dòng nhân trạch cỡ 3 tiếng đồng hồ mấy bạn kiếm được 10 triệu rồi. No way. Xả vô máy rồi. Im không, im không? Cuối tuần thứ bảy rồi. Mùa này mà có cái gì thì làm cái đó hết mấy bạn. Không có chừa gì, cái nào ra tiền là mình cứ vào hết. Như thường ví dụ mấy anh em nào quen biết á,
thí dụ qua gắn cùm côn cùm thắng lấy dầu câu điện đồ dạng dạng vậy á, ví dụ qua Nhân Trạch thì mình lấy phí nó khoảng tầm 700-800, còn mấy anh em nào mà lạ lạ không quen á mình lấy khoảng tầm 1 triệu, 1 triệu mốt vậy đó. Trời ơi, mấy bạn thấy vậy thôi chứ đi mất cả nửa ngày trời á đâu phải chuyện đơn giản đâu, đeo một đống đồ cồng cà cồng kềnh đâu nhiều lắm. Một về không có kẹt pha là đẹp, chắc đây mà kẹt pha là hơi bị đuối. Tuyệt quá, hồi nãy được đi rồi mình kẹt rồi, được về hết kẹt các bạn. Cái cầu Sài Gòn là nó mừng. Về tới nhà 8 giờ là quá mừng rồi. Thứ bảy là lát đưa về tắm rửa cái 8 mấy chở vợ con ra đây làm tô bình su là quá đẹp. Wow, quá luôn. Rồi, máy bay mấy anh em nha. Mấy anh em nào có nhu cầu dọn xe hay đổi xe gì, set up tận nhà thì cứ alo cho mình trước. Set up những cái gì cần chế cháo gì thì mình sẽ set up sẵn ở nhà trước, xuống tới nơi là lớp LA thôi nha anh em. Chi phí di chuyển thì nó tùy theo cái đoạn đường anh em xa gần và những cái gói combo của anh em nữa nha. Rồi, máy bay. Hẹn em video tiếp sau. Bây giờ. Nè, chờ tối nào mấy anh trai cứ 7 giờ mấy là bắt đầu là tập chốt đây, thổi nồng độ cồn. Biết giờ tối em đâu dám xe ra ngoài đường đâu. Đó. Đó.